Thưa quý vị và các bạn, trong giới mỹ thuật Việt Nam, tiến sĩ họa sĩ Đỗ Trung là một cái tên đặc biệt. Đặc biệt là bởi giữa bộn bề cuộc sống, cứ đến hẹn ông lại tổ chức triển lãm, giới thiệu tác phẩm đến công chúng. Đặc biệt là bởi ông càng sáng tác càng dồi dào sức trẻ. Trái tim ấy vẫn không ngừng đam mê sáng tạo. Cũng chính vì thế mà những năm qua, ông vẫn luôn miệt mài cần mẫn đi trên con đường của riêng mình. Và vì thế, tranh của Đỗ Trung như gió núi, như mây ngàn với những cảm thức sâu sắc mà chỉ biết bao người yêu tranh của Đỗ Trung mới có thể cảm nhận được. Cái lạnh giá của những ngày cuối năm không làm cho tiến sĩ, họa sĩ Đỗ Trung vơi bớt đi những niềm đam mê, nhiệt huyết khi thực hiện triển lãm mây ngàn. Trên chặng đường hàng chục năm gắn bó với những mảng màu, hình khối, ông đã tổ chức hàng chục triển lãm khắp trong và ngoài nước. Thế nhưng lần nào, ông cũng luôn trăn trở và lo lắng. Với Đỗ Trung, vẽ tranh và đưa tranh giới thiệu đến công chúng đã trở thành niềm đam mê bất tận. Giống như liều thuốc kỳ diệu, để dù thời gian có chảy trôi đến đâu, biến động đến nhường nào, thì sức sáng tạo ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn người họa sĩ tài năng. Những cái sự kiện mà Đỗ Trung đưa lên cái màn toan về những cái giá trị hội họa trừu tượng thì theo tôi nghĩ rằng đây là một sự kiện hiếm ở trong cái nền hội họa trừu tượng của Việt Nam. Tôi thường nói với Đỗ Trung là một cái người có một cái ham mê đến độ điên để mà làm những cái giá trị đẹp. Bạn bè, đồng nghiệp đều kính nể bởi vì Đỗ Trung không đặt giá trị đồng tiền lên trên mà một cái sự tìm kiếm của Đỗ Trung ở những cái giá trị lớn của hội họa trừu tượng. Đỗ Trung vẫn được xem là một trong những tên tuổi gạo cội của mỹ thuật Việt Nam. Những bức tranh theo trường phái trừu tượng của ông luôn kích thích tư duy và cảm nhận của người thưởng thức. Dường như xem tranh của Đỗ Trung là để khai phá trí tưởng tượng, miên man trên những dòng chảy không ngừng của thời gian và không gian. Người hiểu về hội họa sẽ bình luận về mảng màu, hình khối. Và người chỉ đơn thuần yêu hội họa lại tìm thấy trong tranh của Đỗ Trung những nỗi niềm sâu thẳm, những ký ức xa xưa và cả những băng khoăng giữa chảy trôi của cuộc đời. Tranh của Đỗ Trung có tính gợi mở rất lớn. Mỗi người thưởng thức đều có thể cảm nhận tranh của ông theo một cách rất riêng, không trộn lẫn. Với 26 tác phẩm hội họa về triển lãm mây ngàn thì Đỗ Trung đã thể hiện được những cái gì mà trong nội tâm của họa sĩ. Mặc dù đấy là những tác phẩm trừu tượng, nhưng để người xem có những cái ấn tượng sâu sắc. Đó là những cái hình ảnh về thời xa xưa, cũng như những cái thời hiện đại ngày nay. Nó hòa quyện với nhau, để người xem có những cái cảm xúc nhất định. Họa sĩ Đỗ Trung sinh ra và lớn lên ở Thọ Xuân. Mảnh đất giàu truyền thống ấy đã khơi gợi và nuôi dưỡng trong ông niềm đam mê với hội họa. Đỗ Trung không mấy khi vẽ tranh phong cảnh. Ông vẽ về Bắc Hồ, vẽ tranh trừu tượng. Nhưng xem tranh của ông vẫn cảm nhận được khung cảnh khoáng đạt, rộng rãi và thanh thang của mây ngàn và gió núi. Ngoài 70 tuổi, nhưng mỗi lần về thăm quê, thắp nén nhang lên nơi thờ của vua Lê Dụ Tông, trong lòng Đỗ Trung không khỏi bồi hồi xúc động. Mảnh đất linh thiêng này dường như cũng tiếp thêm sinh lực để Đỗ Trung, dẫu không còn trẻ, còn khỏe, vẫn luôn miệt mài với hội họa. Với rất là nhiều nghệ sĩ thì quê hương luôn được xem là cái nơi khơi gợi, là mạch nguồn cảm xúc để sáng tạo. Vậy thì không biết là với họa sĩ Đỗ Trung thì quê hương có ý nghĩa như thế nào ạ? Mình không thể nào rời bỏ quê hương được. Mà muốn đi đâu xa mấy thì xa, vẫn phải nhớ đến quê hương.
mà luôn luôn lúc nào bác cũng nghĩ quê hương là cái cha mẹ của mình, là cái nơi ông bà nội ngoại của mình nằm ở đấy, là gợi cho bác một cái niềm tin sâu sắc nhất để bác có thể hy sinh cuộc đời mình để gắn bó với cái sự nghiệp của chính mình. Được biết là mới đây thì họa sĩ Đỗ Trung đã có tổ chức một cái buổi triển lãm mang tên là Mây Ngàn ạ. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút là tại sao mình lại lựa chọn cái tên là Mây Ngàn có được không ạ? Tên Mây Ngàn ấy, bởi vì tranh của bác là tranh trừu tượng. Mà tranh trừu tượng này, nếu là người xem tranh ấy, thì ngồi trên máy bay nhìn xuống. Mà ở dưới toàn là những cái cao nguyên bao la như thế, thì nó đôi lúc nó có những cái vệt mây, rồi nó lại có những cái vệt sáng tự nhiên. Nó tạo ra cho con người có một cái tư duy, một cái nhìn rất là đẹp. Mà cái đẹp đó trong không gian rất là hiếm thấy. Vâng, một lần nữa thì rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của họa sĩ Đỗ Trung, và chúc ông sẽ có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục sáng tạo và cũng như là thực hiện những cái đam mê của mình ạ. Đỗ Trung không vẽ nhiều về làng quê, thế nhưng mỗi khi có dịp, ông vẫn tìm về nơi này như khơi thêm nguồn cảm xúc. Những vòm lá cây xào xạc trong gió, con đường nhỏ hay cánh đồng ngô hanh hao cuối năm vẫn cứ ở đấy, vẹn nguyên và dâng đầy cảm xúc trong trái tim của ông. Trái tim của người họa sĩ luôn giàu cảm xúc, bởi vậy ông không khỏi bâng khuâng, bồi hồi khi trở về thăm trường cũ. Mấy chục năm đã trôi qua, cậu học sinh cấp 3 trường huyện ngày nào, giờ tóc đã bạc, chân đã chậm, nhưng ký ức về một thời hoa mộng sẽ là dấu ấn chẳng thể nào quên. Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân đã trải qua hơn 60 năm thành lập và phát triển. Trên chặng đường rất dài đó, ngôi trường có bề dày truyền thống này đã dạy dỗ biết bao thế hệ học trò thành danh, thành tài ở hầu khắp các lĩnh vực. Họa sĩ Đỗ Trung là một cái tên tiêu biểu trong trang vàng kỷ yếu của nhà trường. Họa sĩ Đỗ Trung là một trong những học sinh thành danh của nhà trường, và bác luôn luôn nhớ về quê hương, nhớ về ngôi trường mình đã từng học tập. Và bác cũng là người đã truyền lửa cho các em học sinh đang học dưới mái trường để theo đuổi niềm đam mê và quyết tâm rèn luyện, học hành để thành tài trên lĩnh vực mà mình mơ ước. Ông trở về đây không chỉ để thăm lại một miền ký ức xưa cũ, mà còn tiếp thêm lửa cho những bạn đam mê hội họa của trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân. Ngắm nhìn những bức tranh của thế hệ sau, có lẽ ông càng thêm bồi hồi xao xuyến khi nhớ về hình ảnh của chính mình ngày xa xưa khi bắt đầu đến với hội họa. Những ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ sẽ được thời gian vun bồi bằng trải nghiệm và thực tế cuộc sống. Những điều mà họa sĩ Đỗ Trung chia sẻ hôm nay sẽ là một phần trong hành trang góp phần nuôi dưỡng thêm niềm đam mê với các bạn trẻ yêu hội họa. Nghệ sĩ thì không có tuổi, và dường như điều này là hoàn toàn phù hợp với Đỗ Trung. Với ông, thời gian sẽ trở nên vô nghĩa khi không còn lao động sáng tạo nghệ thuật. Ngày cũng sẽ dài như đêm, ngày nắng cũng sẽ u ám như những cơn mưa cuối đông dai dẳng. Chỉ cần được vẽ thì với ông, thời gian sẽ ngừng trôi, và Đỗ Trung sẽ vẫn vẹn nguyên trái tim nồng nhiệt và ấm nóng, miên man trong thế giới mây ngàn và gió núi của riêng mình.